Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại tiếp tục đi bảo dưỡng một mẫu MC 566 cho anh Vũ Thanh ở Việt Trì. Mẫu MC 566 mà cô mua cũng phải được mấy năm. Cô mua chắc cũng phải được 4-5 năm rồi chứ nhỉ? 4 năm rồi. Đấy, cũng lâu rồi. Qua cô gọi lên cửa hàng yêu cầu đến bảo dưỡng. Lâu lâu rồi chưa thấy đến. Nhưng mà chắc là từ năm ngoái thôi, thì vẫn nhớ là bảo dưỡng cho cô từ năm ngoái. Bởi vì cô thấy lâu lâu thôi, nhưng thực ra mà cháu vẫn nhớ lịch đến bảo dưỡng mà. Ngày xưa là đến bảo dưỡng thời gian. Vâng, bây giờ bởi ngày hơn. Vâng, ngày xưa là bọn cháu là chủ động đi, nhưng bây giờ là các cô phải gọi điện, nếu cần các cô gọi điện lên thì để bọn cháu sắp xếp đi ấy, bởi vì bây giờ nó nhiều ghế quá mà cháu không kiểm soát được. Vâng, bây giờ cô gọi lên cái là bọn cháu sắp xếp đi ngay mà. Vâng. Vì là nó nhiều đơn quá cô ạ. Nên là bọn cháu cũng không có lịch kiểm soát được hết cái lịch trình bảo dưỡng ấy, nên là không thể chủ động được. Vâng. Đây nhà cô Cúc ngay đây đúng không ạ? Đây, số nhà 13 ngõ 29 nhỉ? À, số nhà 13 ngõ 29 để cháu xong nhà cô cháu qua đấy. Vâng. Đó. Thì hai ghế của hai cô là cùng một ngày luôn. Cùng một ngày cùng hãng. Đấy, vâng, cùng màu này luôn. Màu luôn. Đó. Vâng, để tính cho sang cái bảo dưỡng luôn. Rồi, quá trình mình bảo dưỡng cho cô Thành đã xong thì xin phép kết thúc video đấy nha.